Cuối buổi sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật nhà giáo, dự án luật việc làm sửa đổi. Tham gia thảo luận tổ 19 có đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bình Dương, Phú Thọ và Nam Định. Tham gia đóng góp ý kiến dự án luật nhà giáo, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, quan tâm đến vấn đề chính sách thu hút giáo viên hiện nay. Đại biểu cho biết, dự án chỉ mới đề cập đến việc thu hút sinh viên xuất sắc tại các trường đại học cao đẳng, mà chưa nói đến thu hút giáo viên thuộc ngành mới, ngành hiếm. Chúng ta đây chỉ mới là thu hút để những cái nghề đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển, hải đảo thì tôi hoàn toàn không nhất thôi. Nhưng mà những cái chủ trương mới về những cái ngành mới như ngành bán dẫn hay những ngành đổi mới sáng tạo thì tôi nghĩ là cần có cái chính sách này. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân bày tỏ vui mừng và đồng tình về việc ban soạn thảo đã xây dựng quy định về tuổi nghỉ hưu trước 5 năm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non và được hưởng đầy đủ các phụ cấp theo quy định tại Điều 30. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại vấn đề trình độ chuyên môn cũng như ngành lĩnh vực của nhà giáo khi xét. Tôi kiến nghị là trong luật cũng nên quy định rõ luôn là đối với nhà giáo mà trong cái lĩnh vực chuyên sâu đặc thù là không quá bao nhiêu năm, và giao cho chính phủ quy định chi tiết luôn là những lĩnh vực đặc thù là cái lĩnh vực gì. Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cho rằng ở điều 1 của luật này, quy định về tuyển chọn và quản lý nhà giáo còn rườm rà, cần điều chỉnh lại cho phù hợp hơn. Thì tôi thấy cái từ quản lý nhà giáo bên dưới nó đã là cái nội hàm, nó bao gồm toàn bộ tất cả các hoạt động bên trên. Tức là cái quản lý nhà giáo này nó phải có tuyển dụng, phải có sử dụng và phải có sách tiền lương, phải có đãi ngộ, thì đấy nó là quản lý. Thế thì chúng ta ghi như thế này thì nó có vẻ như là lặp đi lặp lại một cái công tác của việc quản lý, nó bao gồm những cái đấy thì có cần thiết không, mà nó dài dòng. Thì tôi nghĩ là nếu cái này chỉ gồm của luật này quy định hoạt động nghề nghiệp, quyền nghĩa vụ của nhà giáo, chức danh, chuẩn nghề nghiệp và quản lý nhà giáo. Các đại biểu khác đề nghị nên mở rộng xem xét đối tượng là nhà giáo cấp tiểu học, nếu có nguyện vọng sẽ được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, chứ không chỉ áp dụng riêng cho nhà giáo mầm non. Riêng quy định về tiền lương và chính sách theo lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập bảo đảm không ít hơn tiền lương và chính sách theo lương của nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập. Có đại biểu cho rằng rất khó áp dụng, đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu lại.